hot hot hot. Alpha 1P ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi. Đặc biệt, ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo. Link mình để ở mục mô tả nhé. Nhật ký hải trình, xanh tóc đỏ, từ thằng nhóc tập sự đến kẻ đứng trên đỉnh của sức mạnh. Hello lolo, chào mừng bà con cô bác anh em bạn gì đã quay trở lại với Sam Soi. Chúc mọi người một ngày tốt lành sẽ đầu nành nha. Ở tập nhật ký hải trình lần trước, anh em ta đã cùng nhau đi xem gáp đấm hải tặc từ khi còn trẻ đến khi U70. Cơ mà như thế thì thiệt thòi cho anh em hải tặc quá đúng không nào? Nên hôm nay ta sẽ đổi phe là một tập về hải tặc anh em nhá. Và nhân vật đặc biệt ấy không ai khác ngoài ông chú thiện lành dương quá của thế giới hoàn phi, sành tóc đỏ. Vậy hành trình của anh từ một thằng nhóc tập sự suốt ngày bị cú đầu đến khi vươn mình trở thành một đại nhân vật đứng trên đỉnh sức mạnh như ngày hôm nay thì đã phải trải qua những gì? Liệu nó có là một con đường trải lụa hay phải đi qua đau thương chảy máu? Hôm nay mời mọi người theo dõi tập 2 cùng Sam Soi nhá. Giờ thì get go Coco thôi. Xanh thuộc gia tộc Fairyland, sinh ra ở vùng biển phía Tây đầy nắng và gió, trên một hòn đảo chuyên sản xuất rượu vang. Chả biết do biến cố gì mà khi mới 1 tuổi, anh đã bị bỏ vào một chiếc giương kho báu và thả đi cho đến khi được Roger tìm thấy và nhận nuôi ở gần khu thung lũng của chúa. Cảm giác của vua hải tặc lúc đó chắc khải cốt lắm anh em ạ. Tưởng đâu với được kho báu, ai rẻ là của nợ. Không những không kiếm được vàng mà còn phải tốn tiền mua bỉm sữa. Đen thôi, đỏ quên đi nhá. 30 năm trước, khi 9 tuổi, Xanh cùng Buggy là học việc trên tàu Roger. Hai thanh niên trẻ trâu này thường xuyên tỏ ra cay cú khi quá nhiều bài báo nói về dầu trắng mà không nói gì về thuyền trưởng của mình, thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố: "Ta sẽ là người cào đi bồ râu của Lào ra ấy." "Không không, người đó phải là ta." Đặc biệt lúc này Xanh đã đội chiếc mũ rơm do Roger truyền lại rồi nhé mạng. 28 năm trước, Roger phát hiện mình đang mang mệnh Nani và bắt đầu gấp rút tiến vào những hành trình cuối cùng. Suốt trong khoảng thời gian đó, hai thanh niên học việc luôn cãi nhau chí chóe, thậm chí còn ra tay đơm nhau vì những việc nhỏ nhặt như Bắc Cực hay Nam Cực lạnh hơn. Cuối cùng cuộc tranh luận được Rayleigh kết thúc bằng pha gõ đầu và phán: "Nơi lạnh nhất không phải là vùng cực mà là tủ lạnh Panasonic âm 18 độ C. Nhờ đó Minh Vương đã trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng tủ lạnh và mang về không ít của cải cho cả băng. À mà đoạn này mình đùa thôi nhá. Sau đó không lâu, cả băng Roger đã tìm thấy trái quỷ Barabara cùng tấm bản đồ kho báu bí ẩn. Và mọi chuyện sau đó anh em cũng biết rồi đấy. Sau khi Buggy chuẩn bị đem bán để đầu tư chứng khoán thì Xanh từ phía sau nhảy ra hô lớn: "Bất ngờ thằng bàng cha!" Khiến mũi đỏ nuốt trọn trái quỷ. Từ đó cũng từ một yết kiều biến thành mỏ neo, thương hiệu chú hề. 27 năm trước, băng Roger đối đầu với đại hạm đội của Siki. Dù quân số chênh lệch hàng chục lần, nhưng thuyền viên của hải tặc dường như không ai tỏ ra sợ hãi, chỉ một người mà ai cũng biết là ai. Thậm chí, Xanh còn bình tĩnh đến nỗi trêu người Buggy rằng: "Hay à, người sợ gì chứ, dù có bị chém vào nhiều nhát thì cũng đâu có chết được đâu." Cuộc đại thủy chiến ấy sau này được người đời gọi với cái tên Edward. Đây cũng là nguyên do cho việc Siki ngoài biệt hiệu sư tử vàng ra còn được gọi là gà trống. 26 năm trước, vào một ngày trời xanh nắng vàng, băng Roger đập tơi bời một hạm đội hải quân trên một hòn đảo nào đó. Xanh lúc này tận hưởng chiến thắng cực kỳ bố đời bằng cách ngồi trên một tên lính hải quân và ăn bim bim. Sau đó chú hề đã trông thấy bằng dầu trắng và hai phe bắt đầu choảng nhau 3 ngày 3 đêm chỉ để giao lưu văn nghệ. Xanh và Buggy khi ấy đã đặc biệt chú ý đến Tít và tỏ ra không ưa gì tên này cho lắm. Tóc đỏ thời điểm này đã có thể chiến đấu một cách thuần thục bằng kiếm khi có thể đối đầu với đội trưởng đội 7 Rakuyo. Còn Buggy thì vừa bị đuổi vừa la làng: "Em chỉ là một tập sự thôi, sao phải đánh với tận 3 người, mấy anh có hiểu không? Em chỉ là tập sự thôi." Ở cuối trận chiến, hai băng bắt đầu hàn gắn tình huynh đệ, cùng nhau ăn nhậu và hát karaoke bài "Mong kiếp sau vẫn là cây kem". Á nhầm, "Mong kiếp sau vẫn là anh em". Cuối cùng băng Roger đã thành công trong việc chiêu mộ Oden để đi tìm One Piece. Có điều vì Oden từ nhỏ đã phịch như gà nên ngoài thanh niên samurai này, Roger còn phải nhận thêm Toki, Momo, hai thanh niên chó mèo ham vui và sau đó là cả Hijori. Tình cảm giữa Xanh và họ thực sự là rất tốt. Do đó sau này, khi nghe tin Bò Lục định đến tấn công thằng em của mình, anh đã vô cùng tức giận. Sau khi có được Oden, băng Roger bắt đầu đi khắp thế giới, từ đảo trời, Water Seven cho đến đảo người cá. Sau đó đi ngang qua Wano, họ quyết định để lại người nhà của Oden và tiến hành hành trình cuối cùng. Một thời gian sau, ở những hành trình cuối cùng, Buggy đột nhiên bị ốm, chắc là vì bay đắc quá đà, buộc Xanh phải ở lại chăm sóc và hai người họ không thể cùng đến Lạp Thêu. Điều này là một phân cảnh cực cảm động của tình bạn anh em ạ. Tóc đỏ có thể từ bỏ cả cơ hội nhìn thấy kho báu vĩ đại nhất chỉ để chăm nom người bạn của mình, đúng là cao cả. Chứ chẳng ai như mấy thanh niên bạn thân bên Trung Quốc kia. Thân quá rồi lừa luôn thằng bạn,
bán sang Campuchia. A Di Đà Phật, đúng là nhân dân tệ mà. 24 năm trước, khi Roger trở thành vua hải tặc, băng Roger đã chính thức giải tán. Ai có nhà thì về nhà, không có nhà thì về cầm câu. Sành có mặt tại nơi thuyền trưởng của mình bị hành quyết và khóc lóc một cách đầy đau khổ. Sau đó vì tuổi trẻ chơi chửa đá nên không thể về hưu như mấy ông bà già trong băng được. Anh quyết định thành lập một băng hải tặc và yêu cầu Buggy đi theo mình. Nhưng bữa đỏ chỉ nói một câu ngắn gọn: chê. 22 năm trước, Sành đến làng Sirup yêu cầu gia súc bỏ vợ con đi cùng mình. 19 năm trước, anh nhận nuôi Uta. Tại một thời điểm nào đó, tóc đỏ vì để trông ngầu hơn đã đi chợ tìm tattoo Âu đen và kẻ ba đường lên mắt. Theo những gì anh nói thì đỏ là thực lực của hắn chứ không phải tôi khấn địch. Khoảng thời gian này cũng là lúc Xanh thường xuyên đấu kiếm với Mihawk. Đấu kiếm thực thụ chứ không phải là kiếm kia đâu nha. Và rồi kết quả là để trượt danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ vào tay mắt Tiểu Hầu. 13 năm trước, tóc đỏ đã chặn cướp trái Gomu Gomu từ tay Huizhu và giúp tên này thăng chức từ một độc vụ có là mới có ăn lên thành một siêu cầu thủ Juventus, không làm mà vẫn được nhà nước bao ăn suốt 10 năm. Mỗi lần nhắc lại câu chuyện này, tên mèo Kitty đều phải cosplay Bomman mà thốt lên: thịt ghẹ cuộc đời. Sau đó không lâu, anh đến làng Fusa. Ấn tượng đầu tiên của Sanh với nơi đây là một thằng nhóc bố láo bố lếu chạy ra giơ nắm đấm và hét: mày có biết bố mày là ai không? Lão nhà lão nháo, bố lại đấm cho phát bây giờ. Đúng rồi, còn ai ngoài cu lù như ta nữa anh em. Sanh nhanh chóng làm quen với Luffy và người dân nơi đây. Cũng trong quãng thời gian đó, cu lù đã bị ấn tượng trước hai từ hải tặc và quyết định ra khơi trong tương lai. Vào thời điểm đó, tiền thưởng của Sanh là một tỏi 40 triệu. 12 năm trước, Sanh đã để lại Uta cho Goron nuôi. Còn mình bắt đầu dấn thân vào một hành trình nguy hiểm hơn. Một tuần sau, anh ghé thăm lại làng Fusa và bị sơn tặc mạnh nhất mọi thời đại, người duy nhất đánh bại hai tư hoàng cùng lúc, Higuma bán hành cho lên bờ xuống ruộng. Và đó cũng là lúc tóc đỏ có một câu nói để đời: ngươi có thể đổ rượu và thức ăn lấy người ta, ta vẫn sẽ cười. Nhưng nếu rám đùng đến bạn bè của ta thì... alo, mày ăn khiến quang tai rồi à? Tới công chuyện này con. Tính cách này cực kỳ giống Roger anh em ạ. Ông có thể vui vẻ trong mọi chuyện, nhưng nếu bạn bè, đồng đội bị ảnh hưởng, dòng máu quỷ trong người sẽ trỗi dậy và diệt sạch đối thủ không còn một manh giáp. Có điều Sanh học theo Roger nhưng vẫn còn chưa học hết, nên trong một giây phút anh đã lơ là trước sự giả mạo từ tên sơn tặc. Cuối cùng, thứ phải trả giá là cánh tay trong mồm con vua biển. Từ đó về sau, bị Mihawk bỏ đi xa mình và không bao giờ đấu kiếm cùng nữa. Cơ mà nhờ vậy nên Sanh đã tạo ra được một hiệu ứng gọi là thao túng tâm lý do sư phụ Ana Bắc Giàng sáng tạo. Để rồi Luffy điên cuồng đòi làm hải tặc. Sau đó, Sanh trở lại hải trình để đến Sabaody kể cho Rayleigh nghe về chuyện của Luffy. Con đã gặp một thằng nhóc hài hước với cách nói chuyện và ước mơ y hệt như thuyền trưởng Roger của chúng ta, nên đã truyền lại chiếc mũ rớm ba đời cho cu cậu. 6 năm sau đó, Sanh chính thức được công nhận là tứ hoàng. Khoảng 4 năm trước, Ace đã đến gặp Sanh. Hai người họ trở nên thân thiết và thay vì chiến đấu bằng đao kiếm, họ quyết định chiến đấu bằng bia rượu. Sanh biết rằng đây là con trai của thuyền trưởng nên tỏ ra cực kỳ chiếu cố, thậm chí là có phần nào tự hào về sức mạnh của Ace. Tự hào đến nỗi mọc lại cánh tay thứ hai luôn anh em ạ. Mà đạo thật sự. 2 năm sau, Sanh và thủy thủ đoàn lúc này đang triển chiêu trên một hòn đảo hoang, bất ngờ có sự ghé thăm của Mihawk. Và chính lúc này anh biết được rằng hành trình của Luffy đã bắt đầu. Ngươi nghĩ có thể đến đây và rời đi dễ dàng vậy sao Mihawk? Ít nhất thì cũng phải uống cho ta say mềm. Anh em đâu mở tiệc. Một thời gian ngắn sau khi biết tin Ace đang theo đuổi dâu đen, Sanh tóc đỏ cực kỳ quan ngại vì anh là một trong số ít người biết được sức mạnh mà tên bụng to này đang che giấu. Nói thật thì mình nghĩ khi ấy dù Tít không ăn chè bóng tối thì Ace khó mà có thể thắng được anh em ạ. Tóc đỏ lúc này đưa ra một quyết định làm chấn động cả đại trình, đến gặp dâu trắng. Cả đội chuẩn bị ngừng đón thuyền trưởng tóc đỏ. Và đó là một trong số rất ít lần hai tứ hoàng gặp nhau. Anh cụt tỏ ra rất tôn trọng người tiền bối, từ cử chỉ đến lời nói, thậm chí còn mang cả đặc sản rượu quê hương. Có điều vì sinh sau đẻ muộn nên lời nói của anh không được bố già xem trọng. Và kết quả là một cú va chạm Haki bá vương bẻ đôi bầu trời, khiến anh em ta điên đảo trong suốt mấy chục năm. Pha ấy nhìn chung, ấn tượng chẳng kém gì cuộc đụng độ giữa Roger và bố già ngày xưa anh em ạ. Tức là khí chất bá vương của tóc đỏ hiện nay đã đạt khoảng 8 trên 10 so với thuyền trưởng của mình rồi đấy. Khi dâu trắng tiến về Marineford cứu Ace, Kaido đã lợi dụng tình hình rối ren này tiến đến tổng bộ hải quân, phân cao thấp với ông. May thay, Sanh đã kịp thời nắm thông tin và lên đường ngăn chặn. Khi ấy Kaido chỉ dẫn theo một mình King, nên ta có thể đoán được rằng nếu như thương lượng bất thành và xảy ra ẩu đả, tứ hoàng bách thú khó lòng mà thắng được, nên có lẽ ông đã chấp nhận trao đổi bằng một thứ gì đó. Tuy nhiên, việc Kaido đặt Sanh ở giữa hình ảnh của các hải tặc vĩ đại là minh chứng số 1 cho sức mạnh của tóc đỏ rồi. Sau cái chết của Ace và dâu trắng, băng Sanh xuất hiện tại tổng bộ để dọn dẹp tàn cuộc, kịp thời cứu sống Kobe trước nắm đấm của Akainu.
sức mạnh của họ đã áp đảo hoàn toàn thế lực đang hiện diện, dù là hải quân hay băng dâu đen. Thậm chí Thủy sư Đô đốc đương nhiệm Sengoku cũng chấp nhận để Sanh mang xác của hai người họ về an táng. Nếu là người thì ta đồng ý, tóc đỏ. Cuối cùng, anh cụt đã dàn xếp ổn thỏa trận chiến, đưa Marco cùng tàn dư băng dâu trắng ra về an táng cho bố già và ý sư. Anh đầu dứa ngay từ lúc này mới thực sự thấy được sự vĩ đại của Sanh và mở miệng cảm ơn. Bước ra về, trong lòng tóc đỏ nặng trĩu bao tâm sự về sự ra đi của một huyền thoại, của con trai của thuyền trưởng và đặc biệt nhất là Luffy. Anh chỉ có thể nghĩ thầm rằng, Luffy, cậu phải trải qua cả chiến thắng và thất bại mới có thể trở thành một người đàn ông thực sự. Hãy mạnh mẽ lên. Suốt khoảng thời gian time skip, ta không được nhắc đến bất cứ hành động nào của Sanh, và lần đầu tiên anh comeback là khi xuất hiện trong một trang bia. Khi ấy anh đang có mặt ở đống đổ nát của một hòn đảo nào đó và thấy được thông tin tiền thưởng mới của Luffy sau khi đập đục Flamingo một trận ra trò vì cái tội đi đâu cũng cười hê hê hê. Tiếp sau đó, tin tức về Luffy lao đến đảo bánh, phá tiệc trà đập đám cưới cosplay Phan Mạnh Quỳnh cover vợ người ta, rồi tẩm quất cho tư lệnh 1 tỷ phải lần đầu tiên chạm lưng xuống đất, đưa con số truy nã lên 1,5 tỷ, đã được Sanh trông thấy khuôn mặt tỏ ra cực kỳ vui vẻ, mong đợi được gặp lại Luffy. Đây có lẽ là tin tột nhật trong khoảng thời gian qua. Luffy, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Và sau đó, anh lên đường đi thẳng tới thánh địa và gặp Ngũ Lão Tình. Tôi đến đây để nói với một hải tặc. Dù đến hiện tại, ta vẫn chưa biết người anh nhắc đến là ai, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Quan trọng là sự kiện này đã thể hiện được độ to mặt của Tứ Hoàng Tóc Đỏ. Không những được hải quân nể sợ mà còn nhận được sự kính trọng của chính phủ thế giới đến nỗi có thể tự do ra vào thánh địa. Cái này giống như con thầy hiệu trưởng tự do ra vào trường học mà không sợ bảo vệ ngăn cản vậy anh em ạ. Ngầu đét. Cuối cùng, sau khi ai tin Luffy đã hạ gục Kaido, Sanh cùng với thủy thủ đoàn đã đến Wano. Anh thừa nhận Luffy hiện tại đã trở thành một hải tặc vĩ đại và cũng nhớ về những câu chuyện trong quá khứ như là lúc nhỏ của Momo và Hiyori, ký ức đẹp đẽ về Oden hay chuyện còn ở làng Fusa. Có điều hiện tại, anh vẫn còn việc để giải quyết nên chưa thể đến gặp Luffy. Việc đó không gì khác ngoài vấn đề bị thanh niên ba tô lòng mề nhân lúc mình đang đi du lịch mà phá sân sau và tuyên bố một lời đánh thép chứa đầy ẩn ý. Này Bạch, đã đến lúc chúng ta chiến đấu để giành lấy Oang Pi. Ở phân cảnh xuất hiện cuối cùng của mình, Sanh đã mở ra một chương mới về sức mạnh Haki khi anh có thể dùng cú trừng mắt thương hiệu Haki Bá Vương để đe dọa cả một đô đốc, khiến cho hắn đứng hình mất 7749 giây. Thậm chí Bao Lục còn nhận ra người đang đứng sau chính là Tóc Đỏ. Điều đó nói lên ở hiện tại, cảnh giới Haki tối cao ấy chỉ có Sanh mới sở hữu mà thôi. Khi cơn tức giận lên đến cực điểm, anh cụt vừa liên tục tăng cường độ Haki Bá Vương, vừa nói to: "Hãy để những đứa trẻ được nghỉ ngơi, trang lịch sử mới của giới hải tặc sẽ do chúng mở ra. Thời đại mới thực sự làm các ngươi kinh hãi đến vậy sao?" Cuối cùng, Bao Lục phải cùn cút rời khỏi Hoàn Hồ vì không muốn đụng độ với Sanh. Luffy cùng một bà quái vật thì ngồi ở tầm xa và nghĩ: "Haki của người này đáng để thật." Cuối cùng, vì bị ba tổ chặn hết sân sau dẫn đến thiếu lộ phí, nên Sanh quyết định đăng ký Grab, mở dịch vụ tàu ôm, đón khách và đưa Marco về đảo Nhân Sư. Đến lúc này, anh đầu dưới mới công nhận, người đàn ông tóc đỏ này là một hải tặc vĩ đại như thuyền trưởng của mình ngày xưa, và tóc đỏ vẫn như một thói quen mời Marco gia nhập. Anh đầu dưới đồng ý với điều kiện free chuyến tàu ôm này. Khi về đến đảo Nhân Sư thì lại trở mặt, Sanh chỉ biết cầm ní mà nói rằng: "Thằng chó, mày lừa bố mày." Tóm lại, cuộc đời tóc đỏ cho đến hiện tại có thể tóm gọn như sau: Sanh là một thiên tài trong chiến đấu, một người dùng Haki đến mức thượng thừa, thậm chí sau khi Kaido và Big Mom thất bại, anh lại tặc đứng đầu đại trình với đủ quyền đủ thế. Tuy nhiên, người đàn ông tóc đỏ ấy vẫn không thay đổi, vẫn là một ông chú thiện lành năm nào, với tính cách vui vẻ, tốt bụng, không màng danh lợi, chỉ sống với hai mục tiêu. Thứ nhất là giữ gìn sự cân bằng của thế giới, thứ hai là dìu dắt thời đại mới, vượt qua những ngọn sóng cao. Có lẽ vì vậy anh nhận được sự tôn trọng của cả hai phe. Có điều, với lời tuyên bố bắt đầu tranh giành One Piece, cuộc hành trình thực sự của Sanh giờ mới chính thức bắt đầu. Khi ấy ta sẽ được làm rõ hơn con người bí ẩn này. Vậy liệu đây có phải là một cột chống trời của hải tặc hay lại là một anh hải tặc được Oda giao cho nhiệm vụ quay xe? Anh em ta hãy cùng nhau chờ đợi ở những diễn biến tiếp theo nha. Rồi, và đó là hành trình của Sanh từ khi là một thằng nhóc lóc chóc đến khi đứng trên đỉnh cao của sức mạnh Haki, một tay làm cả thế giới nể phục theo đúng nghĩa đen. Anh em thấy người đàn ông này có vĩ đại không nào? Nếu có thì ngần ngại gì mà không để lại cho anh một like nhỉ? Xong rồi thì cùng nhau đến với góc comment ngay thôi. Đầu tiên là bạn Nguyễn Hải Đăng: "Em thắc mắc tại sao Luffy mạnh thế mà không được mời vào Thất Vũ Hải vậy ắt?" Vì Luffy gây ra quá nhiều tội ác nên không thể tha thứ, trong đó có tấn công thì lòng nhân bạn ạ. Hơn nữa là khi cậu bắt đầu đạt được trình độ Thất Vũ Hải thì chính phủ đã bắt đầu lên kế hoạch triệt bỏ toàn bộ tổ chức này rồi, cho nên chúng ta không có Thất Vũ Hải Luffy đấy. Bạn Quang Lê Ninh có hỏi: "Nami nên lụm xác Big Kai để lấy chục tỷ." Ờ nhở, bạn nói mình mới để ý đấy, lãnh chục tỷ là ăn sung mặc sướng mấy đời không hết luôn ấy chứ.
Và cuối cùng là bạn Sơn Trịnh. Theo dõi kênh xem soi lâu rồi, áp cho em lên TV đi ạ. Ok nha, lên TV ngay và luôn thế nào. Tặng anh em bộ ảnh xanh cực dễ thương nha. Để lại Gmail bên dưới cho thuyền trưởng xăm soi nhá. Và anh em đừng quên để lại comment bên dưới video này bất cứ điều gì, như là yêu cầu nhân vật tiếp theo trong nhật ký hải trình hay câu hỏi gì đó để có cơ hội lên TV ở những số tiếp theo, cũng như ấn một like, một đăng ký kênh để có thể ủng hộ thuyền trưởng xăm soi ra nhiều video hay hơn nữa nha. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.